Thưa quý vị, nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ khi qua đường, các địa phương đã có nhiều biện pháp như là xây dựng cầu vượt, kẻ thêm vạch sang đường. Tuy nhiên, một số người đi bộ vẫn bất chấp nguy hiểm. Vụ việc xảy ra tại đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Nội là minh chứng. Một người đàn ông đi bộ đã băng qua đường, bất chấp làn xe đang di chuyển với tốc độ cao. Hành động liều lĩnh đó khiến hai người đi xe máy giật mình, không kịp phản xạ và ngã nhào ra đường. Nhiều phương tiện khác phải phanh gấp để tránh tai nạn di chuyển. Đáng chú ý, chỉ cách đó vài chục mét là cầu dành cho người đi bộ muốn sang đường. Vụ việc may mắn không khiến ai bị thương nặng, nhưng là hồi chuông cảnh báo cho thói quen đi bộ sang đường không đúng quy định của không ít người tham gia giao thông. Ở một tình huống khác xảy ra tại một ngã ba ở Thanh Hóa, lúc này xe cộ qua lại tấp nập và không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, lại xuất hiện hai người đi bộ qua đường. Cùng lúc, một ô tô đang ôm cua, tài xế không quan sát thấy nên đã tông vào hai người này, ngã ra đường. Mặc dù đã có những quy định và mức xử phạt vi phạm đối với người đi bộ không tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ, tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều người vẫn còn chủ quan, bất cẩn khi sang đường, đi không đúng vạch quy định. Để đảm bảo an toàn giao thông, người đi bộ cần phải hết sức cẩn trọng khi sang đường, đi đúng vạch quy định, quan sát kỹ trước khi sang đường để đề phòng tai nạn. Đến đây thì thời lượng dành cho Camera 24 giờ cũng đã hết. Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục chương trình Người Đưa Tin 24 giờ với nhiều thông tin đáng chú ý khác.